Con hãy giới thiệu về mình bản thân mình cho cô biết nào. Hải đang học trường Nam học sinh xe rồi. Bây giờ trước khi vào bài kiểm tra với cô, Hải đang hãy cùng cô hát một bài nhé. Hải đang có thuộc bài hát cho tôi đi làm mưa tối không? Chúng ta sẽ vừa hát một đôi vỗ tay nào. Rồi, bạn Hải đang hơi ngọng một chút xíu. Rồi sau bạn Hải đang hát rõ lời hơn giúp cô luôn nhá. Rồi bây giờ Hải đang còn nhớ bài thơ Bé và ông mặt trời không? Hải đang hãy đọc cho cô nghe. Hải đọc thật to, diễn cảm cho cô nghe nhá. Bé và ông mặt trời. Ông mặt trời ở quả hai mẹ con. Ông con là mẹ dắt nhau đi trên đường. Ông không ngủ mắt nhìn em. Em ngủ mắt nhìn ông. Quá giỏi, xuất sắc rồi, chúc mừng con. Bạn Hải đang rất là thuộc bài thơ Bé và ông mặt trời. Bây giờ cô sẽ cùng kiểm tra với Hải đang về một số loại quả nhé. Cô xem là Hải đang có nhớ những cái loại quả mà mình đã học được không nhé. Hải đang hãy trả lời thật to cho cô. Quả sầu riêng. Quả trông trông. Quả giỏi. Quả củ cải. Quả na. Chúc mừng bạn.